iPhone không? Hôm nay เราได้รับเรื่องมาให้ได้ยินยอดวันหรือมรดกให้ได้ทําการเกณฑ์เม็ดดาวยมเทพฯปลาแต่เจ๊กะมะโบบอมตาสมัครทุกหมู่กันในทุกกันเล่นในแม่นักตกตาพร้อมงามด้วยเปียมะมีให้กับพี่ฝั่งไปดําเลยสังน้องอยู่หมู่ตัวจุ๊บมีตาจํานําบ่ฮอดยามนิ่มแล้วก็พี่ฝั่งตาบ่ฮอดนางบ่ฮอดตาจังมวยโซยะต้องอ้างนี้เอ้ยกับตัวโจได้จริงด้วยจริงในติ๊บทองเนี่ยเอ้ยกับกับตัวอยู่ยอ อันนั้นเด้ตัวชูตรงเป็นเปียมะตัวประกัดตรงเลยก่อนก่อนสั่งเนาะได้ครับมึงกัดเราเนี่ยเอ้ยมึงกัดเรานี่ฮะมึงพูดเราบ่สิบเราอ่ะมึงโดนจะอะไรตานอนเกียร์ดิน้ามุ่นชาวเลยเนาะเนาะกระดิ่งเนาะแฮมแบบบังนี่เราเนาะแฮมดูได้ตะเกียร์ฮะเฮ้ยชาวเราเนี่ยชาวเราเนี่ยตุยเนาะแฮมแอนดี้ชาวเราเราบุญต้องชาวเลยไอ้ Em biết hết grade đó, hết thôi. Bố rồi lên. Hai đó. Nó tôi là gì của nhân văn như thế này, vui à, vui nha. Chấp hôn trường chờ ta có như là được ban sự ý nghĩ, gọi là được tân hôn của hai cháu, được hai cháu hai con bữa con mà. Phú quý của hai cháu được được tốt đẹp, tôi xin hết. Được tốt đẹp. Vâng, một lần nữa quý vị chúng ta sẽ một tràng pháo tay cho Văn Phiên Ngọc và Sơ Văn Chút Lễ. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Ngay giờ phút ở đây, chúng tôi mời cô Sơ Văn Chút Lễ đến lại trên pháo này để chúng ta rót đi số văn tình của mình để cảm ơn bố mẹ của mình đã ra nuôi đóng mình từ nhỏ tới bé, từ bé đến lớn rồi. Như vậy anh ơi giúp tôi làm một việc chương trình này một tí xíu cho mọi đợt bông hoa từ tháng này. Kính thưa quý vị, thật là hạnh phúc, thật là sung sướng cho đôi bạn trẻ hôm nay, cho ngày nắng tốt, tức là ngày thứ bảy ngày 26/3/2016, tức là ngày 18/2 Lý Thần, tôi sẽ tặng các ông bà hầu này đến vợ đêm chồng. Pero yo luego, nunca he estado sin idea.
và khi họ đã nhận được ly sự bất tình của con gái của mình, xin mời ông Duy và Duy ạ, xích lại gần nhau và chúng ta chúc mừng nhau. Ông Duy và Duy đã thân thiết và xây dựng hạnh phúc trên đời mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Vâng, ngay bây giờ đây chúng tôi mời đúng ra hai đứa phải đứng sân khấu. Em gì qua vậy blog ác em gì qua hẳn blog ác phong cách phong cách đây phong cách như là hà rạ bông bút uoi rem mắt ở đây sao tắt thế quá hợp phiêu quý vị ơi, ly của quý vị đã rồi, chúng ta còn nâng ly để chúc phước cho đôi bạn trẻ hôm nay.